Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Thì mình vừa mới làm cái video khôi phục cả gốc cái con máy iPhone XS Max. Thì hôm nay là cái thằng em nó lại mang một con máy iPhone 6S này sang, nó bảo anh ơi, anh khôi phục cài đặt gốc cho em. Thì mình kiểm tra và cái tài khoản iCloud vừa mình thoát rồi, thì mình cũng nhân tiện mình thử khôi phục cài đặt gốc con này xem là nó có khác biệt gì so với con iPhone XS Max không nhá. Thì đầu tiên như các bạn đã biết ở cái video trước, các bạn vào cài đặt cho mình này. Tiếp theo các bạn vào cài đặt chung này, và các bạn vào chuyển hoặc đặt lại iPhone này. Sau đó các bạn vào xóa tất cả nội dung và cài đặt này. Sau đó các bạn, nó hỏi là xóa iPhone này thì là sẽ xóa dữ liệu, các bạn chọn tiếp tục này và chọn xóa iPhone, và các bạn ngồi chờ nhá. Thì cái này chắc là con iPhone 6S này nó xóa chắc sẽ nhanh hơn con XS Max ở trong cái video lần trước mình đã làm. Đây các bạn ơi, sau khi khôi phục xong thì nó sẽ hiện lên như này. Và các bạn ấn vào phím home mình nhá. Cũng như con lần trước thôi, các bạn sẽ ấn vào tiếng Việt cho mình này. Tiếp theo các bạn chọn vùng quốc gia, chọn Việt Nam này. Sau khi đặt ngôn ngữ xong này, thì các bạn thiết lập thủ công này. Các bạn tiếp tục này. Các bạn kết nối với Wi-Fi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Kết nối này. Đấy, và các bạn đợi nó kích hoạt nhé. Đấy, tiếp theo các bạn tiếp tục này. Đây nó bảo các bạn là có thiết lập là vân tay hay không đấy. Thì cái dòng này thì nó có phím home nên nó bắt thiết lập vân tay. Còn cái XS Max thì nó không có phím home nên nó không bắt thiết lập vân tay nhé. Thì nó có Face ID. Thì các bạn ấn vào thiết lập Touch ID sau này. Không sử dụng này. Nó hỏi có tạo mật mã không thì các bạn cũng không tạo nhá. Vào tùy chọn này. Không sử dụng mật mã này. Không sử dụng mật mã này. Để không chuyển dữ liệu nhá. Đây là nó cũng hỏi là bạn đã quên ID hoặc là không có, thì mình cũng ấn vào quên ID hoặc không có này. Và cũng chọn là thiết lập sau ở trong phần cài đặt nhá. Đây các bạn ấn vào thiết lập sau này. Và cũng không sử dụng này. Tiếp theo các bạn ấn đồng ý cho mình này. Luôn cập nhật iPhone của các bạn ấn tiếp tục này. iMessager, FaceTime các bạn ấn tiếp tục này. Định vị thì tùy các bạn có thể bật định vị thì hoặc là tắt định vị tùy các bạn nhé. Mình cứ bật lên này. Thời gian sử dụng các bạn ấn tiếp tục này. Phân tích iPhone thì các bạn chia sẻ cũng được mà không chia sẻ cũng được nhá. Thì giao diện đây nó có sáng và tối này. Thì các bạn nếu để sáng bên này và để tối là bên này này. Đấy thì mình thử để tối nhá. Tiếp tục này. Thu phóng màn hình này. Tiếp tục này. Ok này. Đó các bạn thấy chưa. Đấy như vậy là chỉ với vài phút là mình đã khôi phục cái gốc cái con iPhone 6S này xong nhá. Mà nó chỉ khác mỗi cái phần là ví dụ như là con iPhone 6S này thì nó có cái vân tay, tức là nó có phím home. Còn đâu con iPhone XS Max kia thì nó không có phím home nên nó không có vân tay, mà nó lại có Face ID là có khuôn mặt. Nhưng mà tất cả cái đấy mình để thiết lập trong cài đặt sau. Đấy thì video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video này của mình nhé. Thân ái chào các bạn nhé. Các bạn mà lướt qua video của mình thì cho mình một like, một sub, bởi vì là nó cũng hoàn toàn miễn phí nhá.